Mình xin chào tất cả các bạn nha. Đây là sòi Đài Loan các bạn ơi. Trái nhìn thấy mê luôn ha các bạn. Còn đây là sòi cát chu. Ở ngoài các bạn thấy là các bạn nhìn là các bạn mê luôn. Nè, trong thân của nó cũng có trái như này các bạn. Đó là cây bưởi. Đó, mấy cây bưởi da xanh cha mình trồng cũng có những trái chín đầu tiên rồi nè các bạn. Ồ rồi mấy cây xà trái nhìn thấy mê quá. Nếu các bạn nào á có dịp về quê mình á, các bạn nhìn sòi trái là các bạn mê luôn. Để mình quay một vòng cho các bạn coi nha. Đó. Ở ngoài á các bạn nhìn trái một cái thì thôi. Này các bạn giờ mấy cái sòi Đài Loan nè. Mấy cái này là sòi cát chu nha các bạn. Mình bịch lại á để cho cái màu nó đẹp, nữa mình bán mấy cái ngày như là ngày rằm đâu đó thì chân nhìn nó đẹp nha các bạn. Công nhận
trồng thân mà cũng mọc ra được cái đùm xài, đậu được 3 trái. Đây nè các bạn, cây xoài nè, cây xoài Đài Loan nè, trái chùm 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 luôn, thấy mê luôn hay các bạn ha. Nè các bạn dòm ở dưới đất rụng nè, đó là chứng tỏ ở trên cây các bạn, trái là rất là dày, nhiều trái, nên mình thấy cha của mình với anh của mình đó hay đi tiễn những trái nào nhỏ với lại bị mớp á, rồi cắt cho nó rụng xuống để dưỡng những trái bự lại. Rồi mình muốn cho nó đẹp á, mình phải bịch. Đó, mấy trái các bạn thấy không? Các bạn thấy mấy cái bịch giấy treo không? Là mình bịch những trái đó bự ký để màu đẹp. Mình cũng xin dừng video đây nha các bạn. Các bạn hãy xem video ủng hộ mình nha. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.